trên clip là hôm rồi chú bỏ cô chú đi tu vậy có trời không? ơi bả nói vậy chứ bỏ đi tu gì Ông ở đi đây làm nữa tu hả? không đến đi về chả nhỏ gái nó mua cho chiếc ghe 50 tấn đó rồi giờ về chạy thành ra bây giờ bả nói giờ bả muốn đi lên clip nữa thì tôi chở cho bả đi đó chứ ai mà cái mà chở tôi là trụ cột trong gia đình đó chứ không phải là tôi là giả dối mà để lừa nàng bà lừa tôi không chứ tôi không có lừa ai chứ chú bị nhiêu là hết nhiêu mận nhiêu là hết nhiêu đó chứ tôi có lừa ai đâu bả là ăn rồi là bả nằm bả bấm điện thoại không mà tôi hỏi gì chứ bây giờ nhắm chịu nổi không rồi đó là đòi mần bánh mần trái trời ơi mà người cái nhà hả tùm lum bột hết trơn gì mà nhưng mà bả đòi rồi đi kết nối nữa thì bả đi thì cho bả đi mà bả đi tôi cũng cho bả tiền cho bả mà cả 10 triệu bạc đó Kính chào tất cả cô chú anh em nha. Thì hôm nay Tiến đi ngang đây về nghe nói chú Hai Phạm xuống đây chăm sóc giữ vườn cho ông anh nào đó. Đây đây. Chào chú Hai. Thôi chào chú Tiến ha. Chú hổm gài chú nghe nói là giờ sống mình anh hả? Thôi chào cộng đồng mạng trong nước ngoài nước được nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc nha. Dạ. Rồi bây giờ chú xuống đây giữ vườn lâu chưa? Giữ vườn cũng đâu cũng cả tháng rồi. Tháng hả? Sầu riêng trái nhóc rồi cả nhà. Ờ. Chú đứng sầu riêng giống ông Năm sầu riêng quá vậy. Rồi. Bạn ha. Bạn. Ơi trái lên đây được 4 trái vậy. Cây sầu riêng này theo mà chú Hai độ khoảng mấy năm rồi? Cái này có chừng 8 năm á. 8 năm đổ lên nó xuống dưới đâu. Tại vì cái gốc đó nó tới là trên trên thước rồi. Bề quanh là trên thước rồi. Rồi chú Hai ở đây rồi được gần cũng gần tháng rồi ha. Rồi giờ tính đi về ngồi, con, ngồi xuống đi chú Hai. Ngồi xuống đi con. Rồi sao vậy? Rồi bây giờ tính không ở đây làm nữa hả? Không, đến đi về chả nhỏ gái nó mua cho chiếc ghe 50 tấn đó rồi giờ về chạy. Bây giờ là kiếm lên đây bây giờ kiếm một người là gì đang cột dây ghe đang nấu cơm nước gì ăn coi như là chú không còn làm đây nữa mấy đứa con chú là mua cho chú một chiếc ghe 50 tấn để mà chú đi chở lúa rồi ha chở mướn ha rồi, một chuyến gì khoảng nhiều chú kiếm được 3-4 triệu một chuyến ha chuyến 2-3 bữa vậy là sống được rồi có chiếc ghe đó hai ông bà sống thì có vững ghe là hai ông bà sống khỏe rồi đó sống khỏe chứ từ hôm đó nay là chơi dơi không có công chuyện gì làm thành ra tùm lum tà la thì bây giờ tôi cũng hứa là bây giờ nếu mà ai mà thương tôi đó là phải thương suốt đời vì phải là kết hôn đàng hoàng chứ mà nói khơi khơi là tôi không có chịu rồi bây giờ nè chú có thể kể lại cho khán giả hiểu hơn con thì thật sự ra con cũng không nắm rõ về cái chuyện của chú thì cái bữa đó là chú có kiếm con nhưng mà chú kệ kiếm gặp đúng không đúng rồi rồi bây giờ cô vợ cô gì cô Mạnh đó cô thì Mạnh. Cô mới đầu thì cô tôi kêu cô ở nhà đi rằng tôi về tôi mặn tôi nuôi mà có nói cô không chịu rồi con rồi. Nghe nói con nghe nói trên clip là hôm rồi chú bỏ cô chú đi tu vậy có trời không trời ơi bả nói vậy chứ bỏ đi tu gì phải đi tu mà còn ở trên nhà thì lên clip mà nói tầm bậy tầm bạ không à rồi thành ra bây giờ bả nói giờ bả muốn đi lên clip nữa thì tôi chở cho bả đi đó chứ ai mà cái mà chở thì bây giờ bả không hết duyên hết nợ thì bả đi đâu đó bả đi chứ tôi thì tôi cũng không có đuổi mà nhiều khi 10 người nhưng mà cũng có là một cái người ghét thành ra người ta chọt tới chọt lui tôi vậy thôi chứ tôi là người đó là thật lòng lắm chứ không phải là người giả dối như trên cộng đồng mạng mà hiểu lầm cho tôi thì rất là tội nghiệp chứ tôi là người làm ăn đó người là trụ cột trong gia đình đó chứ không phải là tôi là giả dối mà để lừa nàng bà lừa tôi không chứ tôi không có lừa ai chứ. Chú bị đàn bà lừa hả lừa các bạn mặn nhiêu là hết nhiêu mặn nhiêu là hết nhiêu đó chứ tôi có lừa ai đâu tại vì coi trên clip bà nói là chú bỏ bà rồi muốn không ở với cô nữa muốn đi tu gì đó rồi. Trời ơi đi lên nói tầm bậy tầm bạ không con nghe trên clip gì đó mà lâu quá rồi con cũng không gặp chú rồi con cũng không biết con mà mới bằng đầu á cộng đồng mạng bây giờ người ta hiểu rồi bà này là bà giữ trời lắm rồi bữa hổm lên kênh bà nói nó không có đúng sự thật bà là 69 tuổi chứ không phải là 65 là 55 gì đâu rồi về đó là bà là ăn rồi là bà nằm bà bấm điện thoại không mà tôi hỏi gì chứ bây giờ nhắm chịu nổi không đó rồi đó là đòi mần bánh mần trái trời ơi mà người cái nhà hả tùm lum bột hết trơn mần dùng bột mà đem về rồi nhúng nước rồi cái đem đi chiên trời ơi đem đó mà cho quỷ nó ăn chứ ai đâu mà ăn là mà, sao bánh đó là sao làm bánh gì
Trời ơi, mình mới biết làm bánh gì đâu, rồi bà mua bột gì, rồi bà nắng gì, rồi bà bỏ vô bà chiên vậy đó. Không lẽ mà bánh chiên. Tôi không biết bánh gì đâu. Gì chứ, bột nắng nắng dẹp hay sao? Ừ, nó dẹp bỏ vô chiên vậy đó. Cái đó món mới, sao chú không ăn thử? Cảnh thần ơi, nó dai nhách hả ông nội ơi. Ủa, bột sao dai? Bột nếp đó, rồi chiên lên nó phồng lên vậy thôi, rồi đem ra rồi nó dẹp lép xuống hả? Rồi chú có ăn không? Không. Xong không thử thưởng thức không, cái không món, ông nội ơi, bả về rồi bả là nấu cơm nấu nước cũng không được nữa rồi, rồi làm sao, tôi thì cũng đơn chiếc vậy không biết nấu cơm hả? Kiếm một người đặng về nấu cơm đặng mà vợ chồng hủ hỉ với nhau, trời ơi, tôi kiếm là tào lao bát khế không chứ, tôi thì nói thiệt chú 1122 chứ đâu phải là chú đi dép kê đôi dép ngồi đi. Chứ đâu phải mà tôi cũng như cộng đồng mạng là hiểu có một bên thôi. Chứ không phải mà phải lấy lý lịch cả hai bên. Nhưng mà mình hết duyên hết nợ rồi mình cũng không có nói xấu ai làm chi. Nhưng mà kể ai nói xấu tôi thì nói. Nhưng mà tôi thì cũng như xiềng ba chân vậy đó, là 1122 chứ không phải mà tào lao bác khế. Nhưng mà bây giờ là coi như cộng đồng mạng là nói tôi là tới nước tới nái gì cũng tội nghiệp cho cái cho tôi. Trời ơi, tôi kiếm người đăng mà làm ăn lương thiện chứ phải mà tôi kiếm người tàu lao ở ngoài nhóc chứ, người sao tôi không kiếm. Mình muốn kiếm một người đăng mình hữu hỷ tuổi già vậy thôi, đăng cột dây ghe đồ để nọ, rồi giờ có ghe rồi làm ăn nó cũng được. Chứ bây giờ là không đi ghe mà không có người, mình mướn người thì nó cũng không có tiền nữa. Đó, bây giờ mà nếu mà cô nào mà thấy tôi là thật lòng như vậy đó. Chứ tôi không phải là tôi giả dối, hôm nay là tôi lên clip là tôi điểm chính lại là tôi là cũng người ăn tương mà cũng biết đạo đức lắm, chứ không phải là không biết, biết tội biết phước, biết làm phước làm gian. Chứ không phải là tôi là người là đi lên đây mà để làm cái trò vui. Trời ơi, cộng đồng mạng là hiểu hiểu lầm chữ tôi thì coi như tội nghiệp cho tôi, chứ tôi không bao giờ là tôi như vậy đâu. Thật sự ra mà nói thì con cũng không bên ai hết. Con có không bên chú thì bây giờ mà con có không có bên cô kia luôn. Mình nói con là ở cái giữa thì ai nói sao con nghe vậy thôi. Thì bởi vậy. Còn cái chuyện đúng hay sai thì tự lương tâm của chú hoặc cô đó biết. Chứ con cũng không xen vào. Cũng kiếm là người về đặng mà hui hút mình nấu nướng đặng mình ăn với nhau chứ không phải mình kiếm về để đùa giỡn. Mà giờ về bả nấu nướng gì cũng không có được gì chứ. Bây giờ cộng đồng mạng người ta cũng suy nghĩ coi bây giờ mình đi kiếm người đặng về mà để mình nương náo nhau mà giờ bả tòng phẹt vậy rồi làm sao mà sống nổi. Nó thật sự ra con làm kết nối thương này là con muốn cho mọi người sống cho tới có khoảng đời còn lại cho nó bền hơn thì đó. Mà nhưng mà mấy cô mấy chú cứ đùa giỡn giỡn sắp vô ở vài bữa cái chia tay làm con cũng nhưng cũng mà buồn. Tôi nói với chú Tiến vậy nè, bây giờ vợ chồng nó mấy chục năm mà nó còn tan rã. Còn cái này mình đầu hôm sớm ơi thì coi như cộng đồng mạng thì cũng suy xét là suy nghĩ lại là cũng là thương những người cô đơn. Muốn kiếm là nó sự thật, bây giờ người nào thật sự thật là tôi mới chịu, chứ bây giờ nói mà khơi khơi là tôi không có chịu vì là phải kết hôn đàng hoàng. Kết hôn nữa kết hôn mới được chứ không kết hôn là mới mốt là cái người ta dặn này bé ống nữa làm với kết hôn luôn. Rồi mới mà được thì đi ra ngoài ủy ban làm giấy kết hôn luôn. Vậy đó là mình phải chung thủy. Mà bây giờ con nói chú nghe nè, chú thì cũng hơi vội vàng. Bởi vậy thì cái bữa đó là thật sự ra con không có ở nhà đâu. Ở nhà thì mấy em kia rồi gần mấy lời quay cô nói ngay nó đó. Nó nói cổ hiền. Hiền thì có hiền nhưng mà thì đúng rồi thì thấy cô thì cô hiền thiệt quá trời ông ơi. Mà coi như là chú nói đó. Là về không biết nấu nước vậy hả? Rồi làm sao về tôi nấu gì cho bà ăn hay gì? Nói mình thấy như vậy đó chứ không phải mình hắt hủi gì. Nhưng mà bà đòi đi kết nối nữa thì bà đi thì cho bà đi, mà bà đi tôi cũng cho bà tiền, cho bà cả 10 triệu bạc đó đến làm sao vậy. Tụi bà sắm tôi được cái áo hay rồi sao nói bà không có tiền về xe gì? Trời ơi, không có tiền về xe tôi cho nó thiệt chú hả? Là bà có không? Cái này con quay con đăng lên là bây giờ chú đang đi thử coi bà lên rồi bà điểm cho chính là đi là tôi bà đi thành phố tôi đưa bà 2 triệu ha. Rồi về là tôi cho bà thêm là 1.8 triệu nữa là cũng như 2 triệu nữa đây là 4 rồi. 4 rồi tôi bán 1 chỉ vàng là 6 triệu bạc nữa tôi đưa cho bà luôn đó. Rồi đưa cho có 10 triệu. Nó thì cái bữa mà lên kênh, khi mà lên kênh của mấy anh em kia quay á thì bắt đầu mấy ngày sau mới điện cho con.
rồi muốn điện cho con để mà lên tới con mà ghi hình nữa, là tôi, kiếm kiếm người khác. Tôi mà biết mà bả mà phao phản tôi đi hen, một cắt giờ tôi cũng không có cho bả. Thì khi mà bả về rồi, cô về rồi á, cho bả và bác cảm ơn tôi dữ lắm luôn. Tôi nói không thành vấn đề, bây giờ tôi đi làm mướn rồi, tôi cho bà cũng được nữa. Vậy là có trước khi mà cô về là chú hai cho cô 10, là tổng cộng hết là 10 triệu. Rồi bà đi mua máy sấy, máy gì, máy sấy tóc, sấy đồ. Ôi mua tào lao không. Chú coi như vậy sống sao nổi. Đi lại quán thì đi mua nước ngọt đủ, sách như nít vậy. Thằng ơi là trời. Chú coi như vậy đó, rồi cộng đồng ăn tại người ta không hiểu, mình kiếm người đặng là chín chắn, đặng gì đặng là hữu hỷ, đặng làm ăn tối ngày bấm điện thoại không, ăn rồi bấm điện thoại không. Mà nói ra thì bả nói này nói kia, tôi nói thôi như vậy là cũng không được nữa rồi. Chết nữa sống gì nổi. Bây giờ, giờ con nói thẳng chú, bữa này là con trên đường là con đi công việc là để con quay mà bán đất. Thì con nghe hung phanh là chú ở gần đây, thì con mới hỏi người ta, thì nó thì con mới gặp chú, thì con lâu quá rồi muốn quay cái khung cảnh là chú ở đây chú làm vườn cho người ta như thế nào. Nói thì sẵn đây rồi con mới quay đó, chứ bây giờ con cũng nói chú như thế này, cái này cái clip này con không phải là cái nói thương, nhưng cái clip này con gặp về chú cháu rồi đi làm vườn người ta thì con quay con chia sẻ lên. Và nếu mà cô nào mà có muốn mà làm bạn với chú á, thì con cũng sẵn lòng cho số điện thoại giúp đỡ cho chú. Còn mà để mà còn cái chuyện đó thì con cũng khuyên chú là nên suy nghĩ kỹ càng hơn. Rồi mình hả kiếm một người nào đó, chứ chú mới gặp bữa chú hốt người ta rồi. Mình thấy người ta tội nghiệp đó, thành ra nó mới hại mình đó. Chứ mình và chín chắn rồi đàng hoàng rồi đâu đâu cái mà có như vậy. Rồi chuyện này nếu mà có được có làm đám cưới nữa không? Chưa biết nữa, trời ơi, làm đám cưới hoài chắc người ta mà nếu có làm đám cưới thì chú tự bỏ tiền chứ con không có bỏ tiền nha. Đúng rồi, chú phải tự bỏ tiền ra. Nhưng mà chắc là cũng phải làm một hai mâm chứ. Mình phải cho người ta có danh phận chứ. Chứ bây giờ là tôi nói thiệt với cô nào đó, tôi là đàn ông là chủ cột trong gia đình. Chứ đừng có hiểu lầm tôi là nói tôi này kia nọ là tội nghiệp cho tôi. Vì mà tôi nói đâu thì ra đó, tôi là cưng vợ cưng con lắm chứ không phải là tôi không cưng. Nhưng mà vì phải là tôi thương rồi là phải thương tôi là thương suốt đời. Chứ đừng có gì mà nói bây giờ dày ngày mai nói khác là tôi không có đồng ý. Đó, bây giờ mình lên cộng đồng mạng rồi là mình thương là thương, phải cho tới nó thật lòng đi. Chứ đừng có đi lên đây mà nói bữa nay thương ngày mai cái không thương là nó khổ dữ lắm luôn. Tôi là nó mấy chập rồi. Nhưng mà tôi là người thật tình chứ không phải là cái người mà như mà cộng đồng mạng mà đánh giá tôi là nói tôi tới nước tới nái hay tới gì đó thì tội nghiệp cho tôi chứ đâu phải là tôi như vậy đâu. Bây mà giờ thôi mình, bây giờ con nói mình chú cô đơn á, mình mới biết cái người cái cô đơn. Bây giờ con nói chú là thôi bây giờ ai nói thì mang tội. Chú đừng quan tâm. Không, từ giờ tôi cũng không quan tâm tới nữa. Bây giờ cũng yêu cầu là cái người đó là hiểu tôi là tôi rất cảm ơn. Còn ai chửi mình á, thật sự trên đời giờ á thì nó cũng mong manh rồi. Thì người ta chửi mình cũng như người ta dung phân tới nước cho mình thì thôi. Đó, thì tôi nghĩ vậy đó. Thật ra tôi không có lên tôi điểm chính lại gì chứ. Ai nói làm sao đó làm. Nhưng mà bây giờ là tôi yêu cầu cô nào mà thương tôi đó là phải thương cho thật lòng đi. Tôi không bao giờ là tôi bỏ. Là bây giờ nói chung ra là chú quyết tâm. Quyết tâm phải kiếm cho bằng được. Quyết tâm phải kiếm cho bằng được. Kiếm cho bằng được, người là thật lòng. Giá nào cũng phải kiếm vậy ha. Giá nào cũng phải kiếm cho nó bằng được. Rồi bây giờ sẵn đây nói đi. Bây giờ là không có nhà, về nhà tôi ở. Rồi hai nữa đi theo là ghe. Tôi cũng có ghe rồi đi ghe để mà vợ chồng sống. Bây giờ là chú Hai Phạm là có chiếc ghe là 50 tấn. Để mà đi chở lúa mướn. Vì là bây giờ là nếu mà ấy rồi đó là hiểu với nhau rồi đó là gì đi 5-10 bữa đi ghe với tôi cũng được, hay là tìm hiểu là 10 bữa nữa. Thì hôm nay thì biết con cũng mừng cho chú là chú cũng có được chiếc ghe để sau này để mà làm ăn kinh tế cho nó ổn định hơn để nuôi bà xã. Rồi bây giờ theo chú mà bây giờ nè chú nói rõ hơn đi, chú chọn khoảng bao nhiêu tuổi nhỏ nhất
Rồi lớn nhất là bao nhiêu? Từ 55 đến 60. Từ 55 đến 60. Nói chung là về là chỉ là cơm nước. Cơm nước. À, dưới đi ghe với chú thôi. Không có mặn gì chứ. Thì nói chung là ghe đi ghe thì đâu có gì, chú chạy thì cô nằm ngủ. Chừng nào tới chỗ thì cột dây rồi nấu cơm nước ăn thôi chứ đâu có làm gì đâu. Thì vậy đó. Tại vì em con cũng biết cái nghề ghe mà. Thì mình đi chợ mướn người ta, mình tới chỗ thì người ta đổ lúa xuống thì mình chạy đi thôi. Cũng có con của cổ thì mình coi cũng như là con ruột của mình chứ không thành vấn đề. Là từ 55 đến 60 ha. Rồi giờ là cái bây giờ không có còn làm sầu riêng này nữa. Nghỉ rồi. Nghỉ. Đi về quê. Nếu mà cô nào mà thấy tôi là như vậy đó là tôi nói đâu là ra đó chứ không phải là tôi nói mà nó chặt. Nhưng mà mấy cô là yên chí đi, rồi mình sống trên dây lửng đi chứ đừng có sống dưới dây lửng. Nói chung ra bây giờ đâu có ai nuôi mình được đâu. Đâu có ai nuôi. Người ta giúp lời chứ không không ai giúp bằng của được. Ta chỉ nói thôi. Thì bây giờ là nếu mà cô nào mà muốn kiếm hạnh phúc á thì cũng đừng có chê tôi. Tôi là người thật lòng đó chứ không phải là người giả dối đâu. Mà nếu mà con cũng nói trước nha. Bây giờ cái này thì nếu mà sau này chú được thành công một ai đó, cái này con cũng không có, cái này do duyên của chú thôi nha. Chứ con cũng không có cái bàn vô mà con cũng không bàn ra. Đúng rồi. Đó, mà nếu mà sau này có người nào mà muốn đến chú á, mà thì cái đó chú tự chịu trách nhiệm, đừng nói thừa con nha. Không cái này con với một người chia sẻ thông tin thôi. Thì cái này là Tiến cũng nói rõ, cái này Tiến không phải là quay kết nối thương. Tiến quay, chú biết được là chú ở trong vườn sầu riêng này là để đi làm thuê giữ vườn cho người ta. Đó. Rồi sẵn đây Tiến chia sẻ thông tin thì bất ngờ chú hai nói là muốn kiếm một người thì Tiến cũng, người chia sẻ thông tin mà, thì Tiến cũng chia sẻ cái thông tin video này. Thì có chị nào hoặc là cô nào đó muốn kết nối với Tiến thì liên hệ với Tiến nha. Đó. Nói chung ra là hồi đó giờ Tiến cũng biết chú hai, Tiến cũng không có khen chú hai tốt hay là nói chú hai xấu. Thì cái chuyện tự nhiên, cô chú anh em nào có muốn mà làm quen chú hai, tiếp xúc với chú hai thì hãy tìm hiểu cho kỹ càng hơn rồi hãy đến. Đó, chú hai cũng vậy. Đó, để mình suy nghĩ, mình tìm kỹ hơn rồi mình hãy đến, chứ không phải mà vội vàng mới có gặp cái tôi chịu rồi. Tiến ơi, chú chịu rồi là nó không được nha. Không được. Đó. Chạy rồi. Chạy. Làm gì cũng 5-10 bữa nửa tháng chứ không có tới 1-2 giờ. Mệt lắm. Rồi thôi vậy thôi, bữa nay nghe nói là bữa nay chú cũng về luôn hả? Đi về luôn, về đang ngày mới đang chạy ghe rồi. Rồi vậy hả? Dưới kiếm người nào bây giờ là nếu mà thương thật lòng thì 5-10 bữa gì đi ghe với tôi luôn. Đi ghe luôn? Đi ghe luôn. Bây giờ mình có ghe rồi mình không có sợ ai nói gì nói. Bây giờ chú lên làm chủ rồi ha. Bây giờ đây là chú ngồi góc sầu riêng, là không phải làm sầu riêng nha. Này chú Hai Phạm, bây giờ làm chủ ghe rồi. Chứ không có đi giữ vườn nữa. Không đi giữ vườn nữa. Rồi thôi vậy là con cũng bữa nay chút con cũng trên cũng đường về nè. Rồi con biết chú rồi, sẵn qua hỏi thăm chú sức khỏe coi như rồi thế nào. Trước tiên là cuối tập này tôi cũng xin chào chú Tiến và chào cộng đồng mạng trong nước ngoài nước, được nhiều hạnh phúc ha. Có cô nào mà muốn kiếm cái hạnh phúc thì sống trên dây lửng thì cái chọn tôi đi, tôi không có để cho nó thất vọng đâu. Tôi là thương hết mình chứ không phải là thương mà lớt. Bây giờ cô nào mà không tin tôi đó thì thử đi là biết liền. Tôi hiền lắm chứ không phải là tôi hung dữ gì. Vợ con là tôi không có quấn, không có mà chữ hay gì chứ, chỉ là nói thôi. Đó. Bây giờ cô nào đó là mà sống trên dây lửng thì cái chọn tôi đi. Tôi là không có để cho cô đó là cái thất vọng. Chọn chú về làm bà chủ ha. Bà chủ đưa về luôn. Chú ghe luôn. Rồi thôi thì thôi mình tạm dừng cái video này chú. Thì thôi bây giờ con thì cái đường này nè. Thì cái đường này cũng gần nhà chú Năm Sầu Riêng á. Chú Năm Sầu Riêng không có điện xuống tham quan coi trái coi như thế nào. Chút nữa chú cháu mình sẵn ghé qua hỏi thăm sức khỏe chú Năm như thế nào ha. Thôi chắc tôi đi về sớm. Sao ạ? Có gì đâu. Đi về sớm để thôi tối hù gì không kịp. Đâu có, đây về nhà mình cũng đâu có xa, có bao nhiêu đâu, có tiếng hồ tới rồi. Đây lại nhà chú Năm Sầu Riêng có 7 cây số hà. Còn cũng trên đường về nhà mình thuận tiện luôn á, chứ không có đâu nha. Rồi thôi thì mong rằng tất cả cô chú anh em có thương Tiến nhớ xem tiếp video đi tới vườn sầu riêng coi
Vườn sầu riêng của chú Năm là trái lớn rồi cả nhà. Thì bữa hổm chú Năm có nói xuống nhà chú Năm chơi, đang quay trái sầu riêng chứ sẵn bán rồi. Thì sẵn đây chú cháu mình vô thăm vườn sầu riêng coi chú Năm coi năm nay có phát tài phát đạt gì không. Rồi Tiến cũng tạm dừng cái đô nghe. Tiến chúc tất cả cô chú và các anh chị em một ngày mới vui vẻ, lành, hạnh phúc, chào giá đi chú. Chào.